Lan là mày. Ê, cô là cô Lan, cô Lan. Nói đi. Cô Lan. Cô Lan. Hả? Cô Lan, cô Lan là cái gì? Nói lại em thì chị nào rất vả em. Đâu rồi, nhiên nó lại đã lại cô Lan. Cô Lan. Đây là cái mũ của cô Lan. Của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng Vion. Sắp quay rồi. Mấy chị em đi có mấy ngày miền Tây thôi mà giờ về ăn như heo quá. Mình đâu có ăn gì đâu, mình ăn mỗi bò tơ Tây Ninh, bánh tráng, hoa quả, lẩu tôm 5g nữa. Không ăn gì hết trơn. Đúng rồi. Còn bây giờ ra đây trời ơi, mấy bé gánh tim chứ ai đâu rảnh mà dẫn dắt mấy bé vậy. Chắc chắn sẽ trả lời được nhiều câu hỏi hơn Thùy Anh. Các bé giận mấy cô chú chứ cô chú đâu có biết đâu mà giận. Mà nhà bé này nuôi mèo. Bằng tuổi hết mà, đâu có phải cô chú gì đâu. Tuổi hết mà, đâu có phải cô chú gì đâu. Có kinh nghiệm nuôi mèo chứ đâu có kinh nghiệm nuôi trẻ đâu mà kiểu bây giờ. Con là thứ của em thì rồi. Đó. Test một câu hỏi thử không chị? Test thôi, nãy test tôi là tôi thấy là sai hết rồi. Test đi, test đi. Ai chỉ làm việc duy nhất một ngày trong năm nhưng mà không sợ bị đuổi việc? Ai làm duy nhất một ngày trong năm? Nope. Ai làm duy nhất một ngày trong năm nhưng không sợ bị đuổi việc? Quen quá vậy ta? Thì chị người đó hả? Ai làm duy nhất một ngày trong năm mà không sợ đủ việc? Ngày lễ hả ta? Ngày lễ đúng không? Rồi có lễ. À, ai hả? Ai duy nhất trong năm mà không... Một ngày trong năm? Lúc nãy bé 8 tuổi trở lại được. Chết rồi. Lắm lượt quá. Không, con này vô bây giờ chả không được. À, cái gì ngày... Ai là người làm duy nhất một ngày trong năm mà không sợ bị đuổi việc? Trời, làm năm nào người đó cũng làm luôn. Đúng. Năm nào cũng làm. Thì mình có 2 phút không? Mình suy nghĩ câu này hết hơn 2 phút rồi đó. Trời ơi, một ngày trong năm mà không sợ bị đuổi việc. Đó là phải chuẩn bị đuổi việc. Không tự trả lời được đó em ơi. Ai ta? Ai ta xong mình chơi câu khác ai ta? Đáp án là ông già Noel. Bằng. Trả lời được là đúng rồi. Cười nè, cười nè. Cười nha các bạn. Không cười. Rồi, ok rồi. Chào chào Vũ Đông nè. Tấm chỉ có 2 bé thôi, Phương Lan. Đây đây, Phương Lan có hình hình. Đó đúng rồi. Rồi đó. Đó tôi ra cái cười. Coi nhìn đây coi. Bắt có mấy nè. Ờ, ôm em chung. Ờ, rồi, chúng ta vào vị trí nè, đây là đâu? Đâu rồi? Nhà của chúng ta đâu rồi? Mà Nhiên. Nhiên đâu? Giơ tay lên. Nhiên, giơ tay lên. Giỏi. Thôi, giơ tay lên. Rồi. Rồi đánh cái ghế của người ta. Ủa, đánh chống mà. Chống không, cái này là cái chống hả? Nhiên, cô này là tên gì Nhiên? Cô nói cô tên Lan. Lan, cô Lan. Không, cô Lan chứ không có cô Lan. Ở đâu mà hãy kêu lại chưa tên cô bà đẹp quá, hai bà cô Lan. Cô Lan. Lan à mày. Ê, cô là cô Lan, cô Lan. Nói đi. Cô Lan. Cô Lan. Hả? Cô Lan, cô Lan là cái gì? Nói lại em thì chị nào rất vả em. Đâu rồi, nhiên nó lại đã lại cô Lan. Cô Lan. Đây là cái mũ của cô Lan. Cô Lan. Tôi tức quá. Đôi, chị hình như là thích sang đội em. Bé này mà cứ Nhiên lại đây, một lần nữa thôi Nhiên. Nhiên lại nha. Cô Khoai Lan. Chứ dù Khoai Lan, cô Lan thật cô Lan. Ở đây hai bà. Cô Lan. Cô Lan. Cô Lan. Cô Lan. Trời đất ơi, cái hàng tiền đạo sao màu đen hết vậy hả? Sao có 200 màu đen đuôi vậy? Sao vậy? Đây à? Chị mày bè tiếng Anh giỏi lắm á. Có không? Chị lít vào today luôn hả? English. Quân thì ra. Cái gì?
đội em là có một bé chuyên về võ, là cũng là có sở thích về thể lực giống em, một bé chuyên tiếng Anh. Ok đó, em ok đó. Xin chào tiếng Anh là gì thôi? Hello. Giỏi. Bạn tên gì, nói sao thôi? Giỏi luôn. Quá trời giỏi. Nãy kia chụp hình thì mỗi chân chụp xong với ra đứng còn cũng ngồi tức rồi. Không, em nghĩ là tại vì chị tham gia chương trình rồi thì chị có kinh nghiệm nên là mọi không người em ra chị những bé mà có đấy là bé của em Mùi Yên luôn rồi. Mấy em du luôn đó, đó là đó, đó giờ đứng giá giái rồi đứng lại lại được lại tụi mình đó, thấy ghét không? Ai ai làm gì đâu mà ngồi lại lại đó lại giái rồi thiệt tình. Vái ừ. Lại vái đồ. Ủa em ơi, nước nó khoảng năng lượng nhiều lắm em ơi. Đó đó, giờ lại hồi nãy bé đập tay với em mà bé muốn đập nát tay em luôn đó. Giờ vẫn đau nè. Bé sống thật lắm. Gặp thật. Xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.